Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của AFK Mobi. Và hôm nay Sapa sẽ có video trải nghiệm từ game mobile vừa mới ra mắt phiên bản thử nghiệm trên iOS lẫn Android, có tên gọi là Thần Long Mobile. Cái điểm đặc biệt của game này đó là con game này do người Việt sản xuất, cụ thể là FG Studio của Việt Nam làm và được xây dựng dựa trên phiên bản Thiên Long Bát Bộ PC từng ra mắt vào năm 2007 đấy là được phát hành bởi FPT ấy, mọi người. Nếu bạn nào mà đã từng fan cứng của tựa game Thiên Long Bát Bộ, một con game MMORPG kiếm hiệp kim dung rất là nổi tiếng từ bản PC, thì cái con Thần Long Mobile này nó sẽ tái hiện bản PC đấy lên bản mobile. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm con Thần Long Mobile này để xem là cái phiên bản này nó có giống bản PC không nhá. Tất nhiên là trong khuôn khổ giới hạn mình không thể trải nghiệm hết được, nhưng mà mình sẽ cố gắng làm để xem con game này như thế nào. Chúng ta sẽ tạo nhân vật đi. Ban đầu thì chưa có chọn môn phái nhá mọi người nhá. Đặc trưng của Thiên Long Bộ hồi xưa đó là chưa chọn môn phái được, mà các bạn sẽ phải trải nghiệm và đến cấp 10 gì đó thì các bạn mới có thể chọn được môn phái. Rồi, về đồ họa. Đồ họa rất là giống bản PC hồi xưa luôn. Đây, cái phần đăng nhập này rất là giống bản PC luôn. Các bạn có thể tạo hình nhân vật nam và nữ này. Có rồi, có một số cái tùy chọn về kiểu mặt các thứ này. Thì thật ra thì mình thấy là cái kiểu đồ họa này thì nó hơi xấu ấy, nhưng mà nó giống bản PC nên là mình không tùy chỉnh gì nhiều. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau vào game khám phá con Thần Long Mobile này. Đây là phiên bản beta thử nghiệm thôi nên chắc chắn nó sẽ có rất nhiều lỗi nha mọi người nhá. Sao cái góc nhìn nó bé nhỉ nhỉ? Đây, các bạn thấy nó sẽ không hiển thị hết. Và thiết lập này. À đây, mình sẽ để lên cao nhất xem nào. Ok, đây rồi, chúng ta có bản đồ đại lý này. Đấy, bạn nào mà chơi Thiên Long PC hồi xưa là biết cái bản đồ đại lý này. Ồ, về mặt đồ họa nha, cảm quan về mặt đồ họa từ tạo hình nhân vật này, rồi thiết kế bối cảnh các thứ là mình thấy là cái con Thần Long PC này, Thần Long Mobile này nó rất là giống bản PC anh em ạ. Rồi, chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ, chúng ta sẽ có hệ thống auto tìm đường. Túi đồ ở đây thì các bạn để đó, chúng ta sẽ có phần túi đồ này, rồi các cái tính năng như kiểu tính năng chân thú này cũng là một cái đặc trưng rất là quen thuộc của game Thiên Long Bộ, tức là sau này các bạn sẽ có phần sinh sản chân thú các thứ nữa. Đấy, rồi chế tạo kỹ, hệ thống kỹ năng thì mình chưa vào môn phái nên chưa có nhá, bang hội các thứ này. Hoạt động chúng ta có đánh lén môn phái, ác tặc tạo phản, chân long kỳ cuộc, biên giới Tống Liêu, trúc lâm, dã ngoại phỉ, thủy lao, 7 hoạt động. Nói chung là không nhiều, chưa nhiều hoạt động nhá. Nhưng mà được cái đó là toàn những hoạt động kinh điển của game Thiên Long Bộ sẽ được tái hiện ở trong phiên bản Thiên Long Mobile hiện tại anh em ạ. À, Thần Long chứ, Thần Long Mobile. Mình nghĩ là để tên Thần Long Mobile bởi vì là để tránh bản quyền ấy, bởi vì là bản Thiên Long Mobile chính chủ cũng đang có mặt ở trên mobile rồi. Đấy, của VNG rồi nên là bên FG Studio họ sẽ phải để tên là Thần Long để tránh bản quyền. Rồi, nhưng mà bạn chỉ cần biết là con Thần Long Mobile này nó làm giống bản Thiên Long PC là được. Đây, game của đồ họa full 3D luôn nhá. Và mình thấy là rất là mượt, các cái phần chuyển động, xoay góc nhìn các thứ rất là mượt. Và thậm chí là các bạn này zoom gần, zoom xa rất là sâu luôn. Bạn zoom sát vào nhân vật này. Tất nhiên game này là bằng Unity thì nó sẽ không được quá là đẹp nhá. Nhưng mà nó đồ họa nó giống bản PC. Đấy, bản PC nó kiểu như này, đồ họa như này. Mình thấy là cái con Thần Long Mobile này nó sẽ làm đúng kiểu là hoài niệm. Đặc biệt là dành cho những bạn nào fan cứng của game Thiên Long Bát Bộ trên PC. Còn với mấy bạn game thủ mới thì các bạn có thể thấy là cái đồ họa game này nó sẽ không đẹp, phải nói là như vậy, vì nó làm bản giống bản PC hồi xưa mà, game hồi xưa nó chỉ như này thôi. Đấy, rồi gameplay thì nó sẽ có phần hơi chậm một tí và nó auto thì nó sẽ không quá đầy đủ như dạng game nhập vai mì ăn liền bây giờ. Đấy, nhưng mà mình nghĩ là nếu các bạn chơi sâu vào thì các bạn cũng sẽ thích thôi. Rồi, chúng ta sẽ đi đây là những cái nhiệm vụ tân thủ nhá. Mình đi làm những nhiệm vụ tân thủ thôi mọi người ạ. Đây có hệ thống vũ khí này mình trang bị vào này. Đó, rồi ô máu các kiểu. Phần âm nhạc. Nói thêm về phần âm nhạc thì mình thấy là cái phần âm nhạc này nó lấy từ nhạc bản PC luôn nha mọi người nhá. Đấy. Có thể nói là cái con game Thần Long Mobile này nó giống bản PC. Mình nghĩ mình chưa trải nghiệm hết các tính năng nhá, đặc biệt là những hoạt động như này. Nhưng mà mình nghĩ là nó phải giống đến khoảng 95% rồi đấy, 90-95% bản PC. Tất nhiên là cái phần giao diện ấy thì nó sẽ phải khác. Giao diện đây là để chơi trên mobile nên là có nút analog bên trái này, rồi các cái phím bấm nó phù hợp với việc chơi game ở trên mobile hơn là nên là nó sẽ khác bản PC. Nhưng mà về mặt đồ họa, âm thanh và tính năng thì mình thấy là tương tự rồi đấy. Thì các bạn thể yên tâm trải nghiệm nhá.
Đây, chúng ta có phần chân thú này. Sau này cái các bạn sẽ có phần sau này các bạn sẽ có phần đây này. Có cả thay đổi tính cách chân thú này, thăng cấp ngộ tính này, thăng cấp kỹ năng này, sinh sản một người này, rồi sinh sản với người chơi khác. Đấy, các bạn phải sinh sản các con thú lại với nhau. Đây là cái đặc trưng rất là đặc biệt và nổi bật của game Thiên Long Bộ PC so với rất nhiều tựa game khác, và cũng được con Thần Long Mobile này nó tái hiện luôn. Đây, mình sẽ xuất chiến chân thú nhá. Đây, chân thú nó rất là quan trọng luôn mọi người ạ, và nó có rất nhiều chỉ số. Có thể nói là cái con chân thú này nó sẽ quyết định cái lực chiến của người chơi rất là nhiều, rất là quan trọng bên cạnh hệ thống trang bị. Đấy, nên các bạn cần phải lưu ý nha. Cái này thì đặc trưng lắm rồi. Bạn nào mà hay chơi Thiên Long Bát Bộ thì chắc chắn là sẽ biết cái phần này. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ này. Rồi, bạn này có con thú cưỡi rồng đẹp thế nhỉ. Đây là bản beta test nhé mọi người nhá. À, có nút nút nhảy này, khinh công này mọi người này. Đó, có khinh công nhẹ thôi. Cũng làm cái đặc trưng của bản Thiên Long Bộ PC hồi xưa. Hay đấy. Đó, nhảy này rồi khinh công các thứ có đầy đủ luôn. Ồ, nhiều bạn lại thích cái chơi cái kiểu game nó hòa nhiệm này này. Vì thứ nhất là nó nhẹ, thứ hai là nó mang một cái lối chơi nó khá là cổ điển, nhiều người lại muốn kiểu quay trở lại tuổi thơ ấy, các kiểu ấy. Đấy, các bạn có trang bị cái này thì hệ thống trang bị thì nó sẽ không nhắc nhở cho mình đeo nhá, tự đeo nhá, mà mình sẽ phải vào phần túi đồ mình tự mặc vào, chứ nó không có phần auto là hoặc là nhắc nhở cho mình là có trang bị mới các bạn cần mặc các thứ gì cả, mà mình sẽ phải bấm vào túi đồ. Nó hơi thao tác nó hơi lỏng hoàng một tí. Đây, tính năng này có, sau này có thú cưỡi ngoại hình này, võ hồn này. Phần chế tạo này thì các bạn có thể chế tạo trang bị. Đấy, chế tạo trang bị nguyên liệu. Rồi, chúng ta sẽ ra map Vô Lượng Sơn. Đây là bản đồ Vô Lượng Sơn này mọi người thấy không? Rất là rộng luôn, hệ thống bản đồ rất là rộng luôn. Mình không nhìn được bản đồ thế giới nhỉ. Mình không nhìn được nha. Nhịp độ game này thì nó khá là, con Thần Long Mobile này khá là chậm nha mọi người nhá. Các bạn thấy là cái nhịp độ game Thần Long Mobile này khá là chậm. Nó không nhanh. Nên là mình không thể trải nghiệm hết được toàn bộ. Đấy, cấp sử dụng level 10 mới đeo được không mọi người ạ. Số vũ khí phải đủ cấp mới mặc được nhá. Bây giờ mình mới level 6 thôi. Rồi, chúng ta sẽ đi đánh quái. Ui, người chơi rất là đông luôn mọi người ạ. Đông quá, không nhìn thấy quái đâu cả. Đây, mình sẽ bật auto. Auto game này có 3 loại. Auto nhiệm vụ, tức là auto để quái nhiệm vụ. Thứ hai là auto PK, là PK người chơi khác. Và auto trên quái để các bạn để cắm máy để treo máy. Đấy, để farm quái để lên level. Ui, đông thế nhỉ. Đông quá mọi người ạ. Cái này có đổi kênh không? Cái này không có đổi kênh mọi người ạ. Đông dã man luôn. Ui, người chơi rất là đông vui luôn. Đấy, thật sự là cái game này rất là đông vui luôn mọi người ạ. Chứng tỏ là fan của Thiên Long Bát Bộ ở Việt Nam rất là đông luôn. Game mới ra bản beta thôi, tất nhiên là sẽ còn rất là nhiều lỗi nhá. Vừa rồi thì game cũng vừa update để sửa rất là nhiều lỗi xong. Nhưng mà cũng nhận được sự ủng hộ rất là lớn đến từ các bạn game thủ Việt. Mình nghĩ đây cũng là thành công bước đầu của bên đội ngũ sản xuất. Tất nhiên là sẽ cần phải chỉnh sửa các thứ khá là nhiều đấy. Mình thấy là nó sẽ cần phải chỉnh sửa các thứ khá là nhiều. Rồi, chắc chắn là vẫn sẽ có lỗi. Nhưng mà dù sao thì cũng là một cái đi gọi là gì đấy giúp các bạn game thủ fan của Thiên Long Bộ có thể quay trở lại tuổi thơ ấy, nó hoài niệm đi một tí. Đấy. Ui, đông quá mọi người, đánh không làm nổi nhiệm vụ luôn ý. Thề. Trời ơi, đông quá, không làm. Ui, đánh 10 con mà không nổi luôn mọi người ạ. Cái này sẽ cần phải khắc phục này, bởi vì là sẽ phải thêm kênh chẳng hạn, hoặc là như thế nào đấy, thêm nhiều bãi quái hơn để mình có thể farm hay như nào đấy. Chứ thế này thì không mãi cũng là hoàn thành nhiệm vụ. Nãy giờ đánh được 4 con vì lượng người chơi quá là đông đi. Trời ơi, có lại đông không? Rồi, chúng ta có phần nạp đầu này, các bạn nạp đầu để nhận quà nhá. Rồi chúng ta mình sẽ lướt qua một số cái. À, mình thấy không có thể có tip. Đây, phần đạo cụ này, có kim ngân bảo và kim ngân bảo khóa, tiệm bảo thạch. Đấy, các bạn này mua đồ shop này, đây là bảng xếp hạng. Đấy, cấp cao nhất là 44 rồi. Nói chung các bạn này rất là chịu khó cày mọi người ạ. Chế độ thì các bạn có chế độ hòa bình này, tổ độ này, bang hội thiện ác, server và đồ sát, PK tự do. Ví dụ như là mình thử đồ sát rồi. Và ông PK gì? Hình như là mình level thấp, mình chưa được PK người chơi khác ấy mọi người ạ. Trời ơi, bây giờ mới được 4 con quái.
Thôi chắc là mình cũng giới thiệu nhanh cho anh em về cái con thần long mobile này thôi, thì các bạn nào muốn chơi thì có thể tranh thủ vào trải nghiệm nhé, bởi vì cái bản beta này nó chỉ chơi trong khoảng 4 ngày thôi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của Sói Bạc nha. Bạn nào thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh App Kobe của anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye. Chỉ đặc quyền ở FK Mobi, có mini game tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Qua tới thế cao.